Sau 3 tháng kể từ ngày khởi quay, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng do Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đóng chính, dự kiến sẽ đóng máy trong tháng này và chuyển sang khâu hậu kỳ. Đây là một bộ phim tiên hiệp huyền huyễn, có nội dung xoay quanh mối tình trắc trở của nàng tiểu yêu Hoa Sơn Trà Hồng Ngưng và Trung Thiên Vương Cẩm Tú, người cai quản Thiên Trung. Mặc dù Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã được cải biên, mạch phim đã thay đổi rất nhiều so với trong nguyên tác. Song với những phân cảnh được hé lộ dạo gần đây, khán giả có thể phần nào đoán ra được chút ít về chuyện tình cảm giữa Cẩm Tú và Hồng Ngưng. Đặc biệt hình ảnh trong một tạo hình giá y của hai nhân vật chính sau khi được chia sẻ đã gây nên cơn sốt nho nhỏ trong vòng fan. Với phụ kiện bắt mắt, họa tiết y phục tương đồng cùng với sắc đỏ thu hút, Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa đã nhận về cơn mưa lời khen. Tuy nhiên, phân cảnh này cho thấy đây không phải là một hôn lễ trọn vẹn. Trên gương mặt xinh đẹp của Viên Băng Nghiên có vướng chút máu, cùng hình ảnh tay cầm kiếm, ánh mắt đượm buồn của Lưu Học Nghĩa. Có lẽ đây là một đại hôn nhuốm máu đầy bi thương. Khán giả nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho một bộ phim ngược thấu tâm can. Được biết hai nhân vật chính không chỉ trải qua một kiếp, cũng không chỉ có một lần thành hôn. Chính vì vậy, những hình ảnh này chỉ là một trong số những tạo hình tân lang và tân nương của cả hai mà thôi. Đại hôn đau thương này chỉ nằm trong một kiếp nào đó của Cẩm Tú và Hồng Ngưng. Sau kiếp bi thương, chắc chắn cả hai sẽ có một đại hôn hạnh phúc khác. Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng một cái kết thật đẹp cho Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng. Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa mang đến cảm giác một đôi phu thê thần tiên đẹp như mơ. Trong một video hậu trường được đoàn làm phim đăng tải hồi giữa tháng 8, một số cảnh quay tình cảm giữa Cẩm Tú và Hồng Ngưng lần đầu tiên được hé lộ. Theo đó, một phân đoạn Hồng Ngưng cùng Cẩm Tú mặc y phục màu trắng muốt, thướt tha, ngồi cạnh nhau với ánh mắt ôn nhu thâm tình. Chỉ vài giây ngắn ngủi, song tương tác ngọt ngào của cả hai người cũng đủ khiến cho trái tim người xem tan chảy. Một phân cảnh khác, Cẩm Tú chống tay ép sát cô nương Hồng Ngưng vào tường, ánh mắt thể hiện rõ tình cảm dồn nén. Mặt đối mặt nhưng Hồng Ngưng vẫn vô cùng ngây thơ, hồi đáp ánh mắt ấy bằng câu nói: "Ta cảm thấy huynh cùng vị thần tiên ta từng gặp trong mơ rất giống nhau." Có thể đoán ra, Hồng Ngưng trong thời điểm này đang là một người phàm. Nàng đã không còn ký ức của tiểu yêu Hoa Sơn Trà kiếp trước, có lẽ nàng thường nằm mơ thấy hình ảnh của Trung Thiên Vương Cẩm Tú, mà không biết được rằng người đứng trước mặt nàng chính là vị thần tiên kia. Hồng Ngưng vốn là một tiểu yêu Hoa Sơn Trà, vì cảm mến thượng thần Cẩm Tú mà đã dõng dạc tuyên bố muốn làm thần hậu của Trung Thiên Vương. Nàng vì mong ước được bầu bạn sánh đôi cùng người kia, liền quyết chí tu tiên, song biến cố xảy ra. Hồng Ngưng đã từ bỏ tu tiên để uống nước giao trì, bước vào luân hồi trải qua kiếp người. Trung Thiên Vương đã bất chấp làm trái luật trời để theo đuổi chân tình. Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng dự kiến sẽ có 38 tập, phát sóng vào năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video và đừng quên đăng ký kênh Thú Vị Cbiz để không bỏ lỡ về những thông tin tiếp theo của các bộ phim Hoa ngữ khác.